Vâng, em xin chào quý vị. Đấy, đầu giờ chiều ngày hôm nay thì là em tiếp tục là lên cho các anh ở đây là một cái con giải mã của Đền Đông. Đấy. Giải mã kiêm công suất của Đền Đông. Đấy, quý vị nhìn. Hàng về đẹp. Đấy, còn rất là đẹp. Còn rất là đẹp nhé. À, từ các cái vỏ viết của nó lại còn rất là bảo quản rất là tốt. Đây, cho đến mặt mũi, quý vị nhìn. Mọi thứ có được bảo quản rất tốt nhé. Đấy. Thì đây là một con giải mã kiêm công suất của Đền Nông, có mã là Đền Nông ME33. Đấy. Hàng về thì là em test ở đây là các chức năng như là CD. Đấy. CD là nó vẫn chạy rất ok. Đấy. Chức năng này em sẽ test thêm cho quý vị luôn ở ngay đầu video để chúng ta xem luôn. Và sau đó em sẽ test đến cái chức năng chính mà em sẽ bán, đó là chức năng công suất và chức năng nghe nhạc từ cổng quang để làm giải mã quang ra về đưa xuống dưới âm đi to nhá. Đấy. Dạ thì xin mời quý vị nghe một đoạn thiết âm của nó qua cái CD. Và đây em sẽ test luôn cho quý vị ở đây là cả cái công suất của nó luôn, vì em đang gắn ở đây là gắn công suất của loa luôn rồi. Của âm đi luôn rồi. Đấy. Em đã cắm loa vào trong công suất. Loa được ghép vào với con V7A nhé. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ bật tiếng lên để nghe nhạc. Đấy. Âm lượng sẽ bật ở đây nhé. Volume này. Con này nó sẽ là volume vô cực nên là mình vặn lên thì là nó sẽ hiện số ở đây nhá, số càng to thì là nhạc sẽ càng to theo. Đấy. Và cái con Đền Ông M33 này nhá, trên mặt máy nó sẽ có sẵn luôn cái chỉnh ba tép. Đấy. Cái này gần như là đặc hữu ở một số các dòng Đền Ông mới có quý vị nhá. Chỉ dùng có những ở dòng đời mờ như này, đời mờ ME, MS, MG, MSDV, MXDV. Đấy, thì nó sẽ có cái chỉnh ba tép trên mặt máy. Nhưng còn với những một số các cái dòng khác thì là mình cần muốn chỉnh ba tép thì mình sẽ phải sử dụng điều khiển, nó khá là phức tạp. Còn con này rất là tiện ở chỗ là có chỉnh ba tép trên mặt máy luôn, mình chỉ cần ấn tông vào đây. Đấy. Thì cái đầu tiên ở đây là khi mình ấn tông lần đầu tiên này. Khi mình ấn là tông lần đầu tiên nó sẽ có chữ SDB hiện lên. Đấy, thì chúng ta có thể để on hoặc off tùy theo chúng ta lựa chọn nhé. Ai thích nghe nhiều bass tép thì để on. Ai thích nghe bass tép ở mức bình thường thì để off. Đấy. Thì đây là một cái dạng như đặc nao nớt vậy. Anh nào thích nghe nhiều bass tép thì để on lên nhé. Đấy. Sau khi chọn on hoặc off xong chúng ta ấn tiếp lần tông. Thì nó sẽ chuyển sang ở đây là bát. Đấy. Thì mình có thể bật nút này. Đấy, bật cái nút nhỏ nhỏ ở đây để tăng hoặc giảm bát hay mix theo ý thích của chúng ta này. Đấy. Đấy. Tiếp ấn một lần nữa sẽ sang chép này. Đấy, thì ở đây chúng ta cũng có thể là tăng giảm chép theo ý muốn của chúng ta. Đấy. Đấy, sau quá trình xong thì kệ nó sẽ tự nó tắt đi và lưu lại. Đấy. Đấy, chỉnh ba tép rất đơn giản như vậy thôi. Đấy, xin mời quý vị nghe thử một đoạn chất âm của nó qua cái CD nhé. Đấy nha, thì đấy chức năng CD là quý vị có thể thấy là nó đã chạy rất ok. Tuy nhiên thì là cái này là em test thêm chứ em cũng không có bao chạy cái chức năng này. Vì là đôi khi thì quý vị có thể quý vị biết rồi, bọn này nó mắt cũ mắt bãi, hàng bãi cũ mà. Mắt nó cũng đã có một thời gian sử dụng rồi.
Có thể ở đây em test thì nó vẫn đọc, nhưng cũng có thể là về ở nhà quý vị dùng cái đĩa nó kém quá, nó không đọc, nó chỉ rất là bình thường. Đấy nên là quý vị dùng cho em những cái đĩa nó xịn một tí thì nó sẽ thì tính ổn định của CD sẽ cao hơn quý vị nhá. Đừng dùng những cái đĩa nó kém quá, nó kém quá nhiều. Các anh là dùng những cái đĩa mốc, đĩa kém quá đến lúc mà nó lại không được như ý lắm. Đấy, tiếp ở đây em sẽ test tiếp cho quý vị ở đây đường quang này. Chúng ta muốn kết nối đường quang với cổng quang, chúng ta sẽ cắm dây quang vào cái đường chúng ta nhìn thấy ở đây là in OPT nhé. Thì sau khi kết nối xong vào đường in OPT, chúng ta sẽ ấn nút line ở đây và chuyển sang đường OPT. Cái nút line này nó sẽ đồng thời là để chuyển các đường vào khác cho điện thoại và máy tính nữa, thì lát em sẽ chỉ cho quý vị xem luôn. Đấy. Thì đây, quý vị ấn nút line ở đây sẽ chuyển sang đường OPT, nó sẽ có tiếng từ đường quang ra nhá, để chuyển sang OPT nhá, ấn này. Ở đây sẽ có các cổng khác nữa như cổng tép, cổng AUX nữa. Thì cổng tép và cổng AUX này nó phục vụ cho việc cắm điện thoại máy tính để nghe nhạc qua cái dây 3.3 V. Thì lát em sẽ chỉ luôn cho quý vị. Đấy. Còn ở đây sẽ test đường OPT tiếp theo. Ở đây. Đi sau khi chuyển sang OPT xong thì ở đây là đang chưa có tiếng đúng không? Đấy thì là sẽ có những cái nguyên nhân như sau, có thể là do nguồn phát chúng ta chưa phát tiếng nên nó chưa có tiếng ra đường quang. Đấy thì nó sẽ không có tiếng. Cái thứ hai là có thể là vì trường hợp này hiếm hơn một chút xíu là dây quang nó bị đứt đầu. Nó vẫn phát tia nhưng nó bị đứt gãy ở đâu đó rồi. Và tín hiệu không trượt được đến cho cái này nữa, cái cục phát OPT nữa. Đấy. Cho đến cái cục phát ME33 này nữa nên nó sẽ không có tiếng. Đấy. Trường hợp này khá là hiếm nhưng mà nói chung là cũng sẽ xảy ra. Và một trường hợp cuối cùng nữa là đen quá thì gặp trường hợp là đường quang hỏng. Nhưng mà đường quang hỏng của cái này rất là ít khi gặp nhé. Chủ yếu là do một là có thể đứt dây quang, hai là nguồn phát quang mình chưa cài đặt đúng. Đây. Đấy. Thì bây giờ đây, nguồn phát quang em chưa có tiếng nha. Thế thì em ấn play này. Em sẽ có tiếng này. Đấy. Quý thấy chưa? Đấy, nguồn quang lên tiếng này. Tiếng vẫn đầy bình thường này. Đấy. Thì đấy là để giải mã quang trực tiếp vào cái công suất của con này để nghe nhạc. Đấy còn muốn giải mã xuống dưới âm ly thì sao? Thì chúng ta sẽ out tín hiệu từ đường dây AV ở đây là đường tape out hoặc là đường AUX out, chúng ta đưa xuống dưới âm ly của chúng ta. Đấy là chúng ta sẽ làm giải mã quang ra về được luôn. Quý vị lưu ý cho em nha.
Đấy, và ở đây mình muốn cắm điện thoại máy tính để nghe nhạc này thì chúng ta có thể là cắm một đường AUX in hoặc là đường tiếp in nhá, như ở đây em hay cắm là cắm đường AUX in. Đấy. Đấy. Thì mình nhấn là mình cắm vào đường AUX này. Đấy, sau đó là mình đấy nhá, lại vừa có khách vào mua bộ dàn xong, đấy, em lại phải vừa dừng video một lúc. Đấy nhá, thì thôi quay nốt cái này cho nó nhanh, vì là có khách hàng cũng đang hẹn đến mua hàng nữa và còn vài đơn nữa đang chờ. Đấy thì ở đây nhá, quý vị nhìn này, để cắm điện thoại máy tính này, chúng ta sẽ mua cho em một cái dây 3.5 da V như này, dây đầu 3.5 này, ra hai đầu 3V này. Đấy, sau đó là cắm vào đường AUX in này. Sau khi cắm đường AUX in xong thì chúng ta sẽ chuyển tín hiệu sang đường AUX nhà được. Đấy, đường AUX nó lên tiếng ngay thôi. À, con này thì ở đây là cho quý vị nào cần công suất nhá. Thì công suất của nó là 55W điện 100V và là đời sản xuất 2004. Đấy. Đấy, nghe remix chẳng hạn thì mình có thể là con này thì nghe được khá nhiều thể loại nhạc bởi vì là nó chỉ được bắt test trên mặt máy luôn. Đấy, và xin mời quý vị nghe một đoạn remix xem như nào nhé. Đấy, nó sẽ ghép được những cái dòng loa như thế này. Đấy, quý vị nào ai cần tư vấn về loa nhé, thì nó ghép được với những cái dòng loa như là con V7A em đang dùng ở đây. Đấy, hoặc là con 062A này, hoặc là những cái dòng đề nông. Có thể ghép được ở dòng đề nông khác của nó như là con 1033, 1033 hoặc là 1S3, 1E3 nhá. Đấy nhá, thì đấy là con đề nông MB33 để em test cho quý vị có thể thấy là các cái đường vào điện thoại máy tính rồi là đường vào cho điện thoại cho máy tính rồi là đường vào cho đường quang đều đang còn hoạt động ok nhá. Thì là quý vị nào ai có nhu cầu mua hãy liên hệ mua con MB33 này, hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979 1682 để đặt hàng nhé. Và con này thì với những con hàng đẹp như này thì giá của nó là 2.290.000 đồng. Thì quý vị nào ai có nhu cầu mua hãy liên hệ sớm cho bên em nhé. Vâng, có những con khác thì ví dụ như có thể nó kém hơn một tí thì sẽ có, ví dụ không CD thì giá nó sẽ tốt hơn một chút. Để quý vị nào cần không CD thì có thể liên hệ bên em để tìm những con không CD nhé. Còn những con có CD này giá là 2.290.000 đồng hàng đẹp. Vâng, ok. Em xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở trong những cái video tiếp theo của bên em.